Chiều ngày 26 tháng 6, cùng với hơn 1 triệu thí sinh cả nước, khoảng 109.000 học sinh thủ đô có mặt tại 196 điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Dù 14 giờ mới đến giờ làm thủ tục dự thi, nhưng ngay từ sớm nhiều phụ huynh đã đưa con đến điểm thi. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Việt Đức, các lực lượng chức năng đã sẵn sàng hỗ trợ thí sinh, hướng dẫn các em vào khu vực theo sơ đồ phòng thi, số báo danh. Đã trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm vào nhiều trường đại học nên Tạ Hoàng Nguyên, học sinh trường Trung học phổ thông Việt Đức bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 với tâm trạng rất thoải mái, phấn khởi. Tâm thế của cháu là ăn kỹ, ngủ kỹ, sức khỏe phải là trên hết đã. Thì cháu luôn ngủ đúng giấc với cả ăn đầy đủ để có thể một tinh thần và sức khỏe tốt nhất cho kỳ thi. Còn về các quy chế thi thì cháu đã nghe trường phổ biến rất là nhiều, cũng đã chuẩn bị kỹ càng các vật dụng để không vi phạm quy chế thi và đã chuẩn bị rất là đầy đủ các đồ dùng như là máy tính, bút, bút chì, thước kẻ hay là những đồ dùng cần thiết khác để cho chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới ạ. Hơi lo một tí ạ, nhưng mà cũng ôn cũng đầy đủ kiến thức hàng đầu nên là mong là ngày mai tâm lý kiểu ổn hơn để đi thi suôn sẻ. Cháu đã đọc kỹ nội dung và quy chế thi rồi ạ. Trong buổi làm thủ tục chiều nay, ngoài phổ biến quy chế thi, các thầy cô còn nhắc nhở về thời gian đến điểm thi và lưu ý đặc biệt không được mang điện thoại vào phòng thi. Công tác bảo mật của kỳ thi là điều mà điểm thi Trung học phổ thông Việt Đức đặc biệt chú trọng. Theo đó, điểm thi bố trí tủ đựng đề thi và bài thi bằng hai màu khác nhau rất dễ phân biệt. Về tất cả các cái vật dụng tư trang của học sinh thì năm nay chúng tôi quán triệt rất là rõ. Nằm theo cái năm 2024 có một cái điểm mới mà một cái vật dụng mà thí sinh không được mang vào, đấy là cái bút xóa, học sinh không được mang vào. Và chúng tôi nhắc nhở các em, đặc biệt là các em thi tổ hợp xã hội thì lưu ý cuốn Atlas, là sử dụng của cuốn Atlas xuất bản năm 2006. Tất cả những cái lưu ý này thì chúng tôi cũng nhắc nhở và các em đã được học quy chế đầy đủ tại điểm thi của trường Trung học phổ thông Việt Đức. Trên mỗi một cái phòng thi thì các em có cái danh sách, cái vị trí phòng thi nó khác nhau. Cho nên ngay cái buổi đầu tiên này các thí sinh đến làm thủ tục dự thi là có một cái danh sách. Thì các cán bộ chiều ngày hôm nay khi phổ biến quy chế cho thí sinh tại phòng thi sẽ nhắc là các em sẽ phải xem cụ thể từng môn một là vị trí phòng thi ở đâu và như thế nào. Vì có thể môn ngữ văn lại khác, môn tổ hợp lại khác, môn ngoại ngữ khác. Có thể là mỗi một buổi là một phòng thi khác nhau, cho nên các thí sinh phải lưu ý đặc biệt để cho các em nắm được cái vị trí phòng thi của mình. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 6. Thí sinh lần lượt thi các môn ngữ văn, toán, bài tổ hợp và ngoại ngữ.